Phật thể khang mình đi dù lịch na veo thác mây đã giờ em ơi muốn mà thương nam thầy ơi nhớ đùa em lên đẹp vậy ngà má cài đợt nỡ mương mương em lầm ma ơi ngày nay du lịch thác mây ùn biển đi dọn lại con khắp em đây ơi em nhà ơi tay bạt nạt nỡ mẹ nhà quen na mắt na để nên nhau ai thằng con ngày ơi ê nhà ơi lên thiêng lên lời lên nhà độ em cầu nhỏ đi dọn lần đâu gặp ông hà tớ dọn là lối cho bụi ra dọn mà ơi chẳng là mau bước ngày mẹ un na mọi nhoi chào cho sương đại nhân thì thế un ơi bơi un ơi chôn nó anh mà anh vòng lời un ra ra ê nhà về quê un ê nhà ơi mày un à ô mà quê trang nơi nói anh bộ un con ê nhà ơi hiền ơ mà là ca sơn quê trầm cao quý hoa la hồng dài buồn yêu ơi vai thì hôn mặt là quan mặt là lang ai nó đi chờ nhỏi ơ mơ đi chú đã ơ lô đà đi trở về ở nhà nhà trời ra đâu mà ơi vậy à thì nhất chi bằng lo để mình hát ra dòng đều ban
thương nhau đầy nhớ. Này đi mến hạt chứ thiện mương, mến nhồi mến hạt kể tin thằng mẹ nhà xóa bị nhân bố cho ung hạt em ơi. Chị tuệ theo thơm thần mặt cổ lòng tùy theo lòng thì tùy theo thương ngựa un hay là un hơi vậy à thì bên hạt kết tinh nhà cho thượng cho nhớ cho đời yêu có an chẳng em vừa là ơi an ơi đôi mình an đi dọn ra đi nhớ đôi bên đã rồi mà ơi vậy à thì bên hát mà kết nỡ tin để mình thăm hỏi gia đình nhà của nhau đã giờ em ơi thì à là đỡ vui mà hôn à ơi hôn gia đình được cái hóa đăng cái nhỏ rọn vẹn được theo nắng la hồng ra này mang ơi hỏi à tham à bố mẹ cha chàng an tuệ ở quan ở nhà khỏe chăng nghe cảm ơn nói bố mẹ nhà nhớ bố mẹ thì đã về ở vườn đi đã lộ rồi ai hiểu chị à bố làm cớ trời nhường sống à cam châu mình nhà con em đại nhân chẳng hỏi thì ơ chẳng ở mà buồn ơi hỏi thầm thì mặn mơ mặt ra ở về như đôi bên mỗi dầu mà ơi ngày à nó hôm đi trở về hàng à bảo nhà đi à dồn lễ con à thắp hương cho bố mẹ nhà trang cảm ơn nó có lòng thương ơi nhỏ mẹ như bao lòng bao tìm ra hồn mai mày à giờ hỏi cậu hào anh em bố thật ung minh nhà đeo hay không hay anh ơi hỏi à tam bố mẹ nhà xin nhà hàn mấy người anh em lên đầu con cảm ơn
ôm má ơi nhớ nhà em, bố sinh nhớ mẹ thế an buồn má người ở anh em ra ôm ơi. Em là con đâu chứ con ơi con em ta là có mà đôi ôm em ôm được mà ôm ơi. Vậy thì mừng lắm chứ mừng non bố mẹ kính đề nhà ơi đôi trai đôi gái thật mừng thật phù và rồi ai nhớ em trẻ nhỏ ơi thật là mừng chưa hoài để nhuộm nó mang ra đến ai nhỏ rơi rồi mà hơi nhà ơi anh buồn nỡ con mà thiền yên buồn nỡ mà còn phong hút mà anh đại thiện mà em nhớ dẫu làm buồn mà ơi bồ thà cũng chưa có mà chê cười qua có ngày mà ơi thiện mà em nhớ bố đã chờ là họ bùi cái mê lại hồ cờ là bùi văn ơi in ơi hay hồn ơi thiên in bộ ra nhà mê bay bông nặng nhờ mà thời măng thường đại thiên yên đất đẹp chứ rắn mai bác chị uốn nàn đều lên luôn thêm nhìn đa giờ em ơi buồn rằng đéo về cho em nhớ mong chỉ mong cười ở lọt ở đợt vai thanh ở đôi dài ơi ê nhà về du đi tạc ở mây em đi có ba mẹ răng mẹ nhìn nhìn buồn con ê nhà đi du lịch thả cả mây mùa trần mùa chớp lúa giữa đường lòng ra ồn mà về là ní gà bùn chực lòng buồn cho em ở luôn lại ở vừa ba quen con hay mà ơi vậy à thì anh chưa bờ chữa ba người bảo à ôn ôn mê nhà yên tâm con hay nhớ cứ mặt là nó cái cửa kho nhà nghèo rèo cơm bạn nào chẳng có ủn nang nó thường ra ủn nang nhà răng xúc đồng
bội hồi ổn nị đòi nghèo như nhau rồi hãy nhơi buồn già răng thật chẳng nói thằng nói thì cho lòng hỏi mòn thôi nên mà thôi em nhà ủn hà ni anh ta khẽ tha ủn ở khẽ đôi bầu răng con hư ra hãy nhơi để ủn con nặng chứ anh thương đưa mẹ nhà cỡ cửa để nhà cho sương đài anh ơi anh để tha cả một chữ mẹ nhớ khi hiền anh có đôi luôn ở với là bạn mang cứ lầm hẹn ai mẹ khi cho là gặp kênh nhà để mạnh na hôn mẹ con ngày này đã giờ em ơi hôn mà thương dùng là ướt nó cho em à nói hôn thà ra là phải có con ai hôn mà ơi mày thì thăm bố mẹ lo nhà qua na ở nhà nô nàng cho nàng ăn ở chẳng ơi mẹ nhung ơi cảm ơn cái tâm mà lòng vắng sương hỏi đình bố mẹ nhà vậy à giờ tôi ăn hết nã rồi đi mạnh na hôn mẹ con trao nhau đại hơi tôi gian na có hàn hôn má ơi hôn mẹ hẹn gặp lại ngày thôi ngày khẩu với dầu mà ơi thì nhà về thanh hòa thạc ngỡ mây ai ơi ở lại chốn đi con em đã hãy cảm ơn rồi thiệu đặt bường là chỗ nơi thác ở mày thôi nhầm mà ơi à các bạn ơi nhớ đăng ký kênh Lệ Thơ để theo dõi rất là nhiều những cái video rất là đặc sắc, rất là hay của văn hóa ẩm thực của người Mường nha các bạn nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều.